Lại là mình Trạch Review đây, cùng nhau quay trở lại với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 thôi nào. Hôm trước sau khi đưa nạn nhân đến thôn Lạc Nhật, nhờ có biển đại phu mà tính mạng của người bị hại đã được an toàn, ở đây biển còn cảm nhận được cả căn bệnh lâu năm của Chiêu Ngôn, tuy không nói ra nhưng anh biết đây không phải là bệnh, nó là lời nguyền nhiều năm của Lạc gia. Phía còn lại nhóm người của chúng ta cũng đang lên kế hoạch hành động, nếu nơi này có cứ điểm của Khởi Nguyên Tông, thế thì khi nghe tin nạn nhân vẫn còn sống, chúng chắc chắn sẽ ra tay giết người diệt khẩu. Giờ cả nhóm chỉ cần mai phục sẵn chờ con mồi mắc câu là được, sau đó có thể dẫn dụ bọn xấu ra khỏi làng rồi thu lưới bắt gọn tất cả. Việt Kỳ vậy mà lại đòi ở lại đây để bảo vệ biển đại phu, Kim Chiêu lấy hết mọi lý do để ngăn không cho Việt Kỳ ở gần người khác, thế nhưng mấy lý do mà anh chàng đưa ra quá vô lý nên chả ai đồng tình. Vậy là cuối cùng cô nàng vẫn nhận nhiệm vụ ở lại bảo vệ biển, lát sau khi quay về mà anh chàng vẫn không hiểu mình khó chịu vì điều gì. Sao cứ mỗi lần Việt Kỳ và biển ở gần nhau là anh lại không vui, đúng lúc đang suy nghĩ thì cô nàng chạy vào, tiếp xúc gần như vậy lại khiến anh chàng nhà mình ngại ngùng. Việt Kỳ ngây thơ vốn không hiểu nỗi khổ tâm của Kim Chiêu, cô nàng vẫn luôn xem anh là người nhà, là một người mà luôn bên cạnh cô nàng dù có chuyện gì xảy ra, nghe được câu nói này cũng làm cho Việt Kỳ cảm thấy vui lòng. Rất nhanh đã đến tối, và đúng như dự kiến Khởi Nguyên Tông đã bắt đầu hành động, mọi người cũng đã mai phục sẵn ở đây từ lúc nào rồi, vừa thấy bị mắc bẫy bọn kia liền quay đầu bỏ chạy. Ở đây cũng chỉ còn lại mỗi mình Việt Kỳ, thế nhưng cô nàng đã bị biển làm hôn mê, anh đưa cô nàng vào nhà ngủ còn mình thì thực hiện kế hoạch khác. Ở ngoài bìa rừng Nhàn Khanh đã cảm nhận được có yêu khí, hóa ra là Sóc Hoàn vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Minh Tú vừa định tấn công thì đã bị Thập Phương ngăn lại, nhân cơ hội này Sóc Hoàn đã bắt Thập Phương làm con tin để bỏ trốn. Mọi người không thể đuổi theo vì bọn Khởi Nguyên Tông đã đến rồi, tới lúc này mà Thập Phương vẫn không dám tin cô nàng trước mặt là yêu quái, anh muốn đưa cô nàng về con đường chính đạo. Thế nhưng Sóc Hoàn không hề có dự định đó, cô còn xem thường Thập Phương chỉ là một kẻ yếu đuối, tốt nhất là sau này đừng có đến gần ta. Nói xong cô nàng liền bỏ đi, phía còn lại mọi người cũng bắt đầu chiến đấu. Đám người Khởi Nguyên Tông hoàn toàn không phải đối thủ của nhóm chúng ta, biển đứng từ xa cũng đã nhìn thấy hết mọi việc, bọn kia biết dù gì có quay về cũng sẽ bị giết mà thôi. Thế là tên này đã tiêu diệt đồng đội của mình, sau đó liền cắn lưỡi tự sát trước mặt mọi người, cứ thế toàn bộ manh mối đều bị cắt đứt hết. Sáng hôm sau khi cả nhóm mang những thi thể về đã bị người dân ngăn lại, vì những kẻ xấu này cũng là con cháu trong thôn. Họ không tin con cháu họ lại có liên quan tới giáo phái Khởi Nguyên Tông gì đó, chỉ biết là nhóm của chúng ta đã hại chết con cháu của họ. Dù cố giải thích như thế nào thì người dân cũng không nghe, nỗi đau mất người thân đã lấn áp hết lý trí của mọi người. May mà đúng lúc đó nạn nhân mà mọi người cứu hôm trước đã tỉnh lại, anh ấy giải thích hết mọi việc cho dân làng hiểu, đồng thời nói ra những chuyện xấu xa mà đám người Khởi Nguyên Tông làm nên. Việc trước mắt bây giờ là phải tìm ra cứ điểm ở thôn này. Sau một lúc tìm kiếm họ đã phát hiện mật thất trong nhà trưởng thôn, xuống thì đúng đây chính là cứ điểm của Khởi Nguyên Tông mới được thành lập. Ở đây mọi người còn phát hiện một loại thảo dược gây mê của Khởi Nguyên Tông. Nhàn Khanh nhận ra trong phòng của biển cũng có mùi này, rất có khả năng anh ta có liên quan đến đám người Khởi Nguyên Tông. Sau một lúc mọi người cũng tìm ra rất nhiều nạn nhân khác bị nhốt ở đây, đến giờ này thì trưởng thôn đã phải tin chuyện xấu mà con trai mình đã làm. Cùng lúc đó Kim Chiêu lại nhìn thấy một chiếc hộp kỳ lạ, chọc ngoáy một hồi lại vô tình kích hoạt cơ quan của nó, vô số kim độc được bắn về phía mọi người. Nhóm bạn của chúng ta nhờ có võ công nên không sao. Đúng lúc đó biển lại vô tình đi vào nơi này, thấy anh ấy gặp nguy hiểm, Việt Kỳ đã dùng chính đôi tay của mình chặn kim lại, chất độc trong kim nhanh chóng làm cô nàng hôn mê. Vụ việc này khiến Kim Tiêu rất thù ghét biển, nếu anh không tự ý xông vào thì Việt Kỳ sẽ không gặp nguy hiểm. Nhìn cái cách mà Kim Chiêu lo cho Việt Kỳ như vậy, Minh Tú cảm giác đây không phải cách mà ca ca lo cho muội muội của mình. Câu nói này lại làm Kim Chiêu phải suy nghĩ, anh không biết rốt cuộc mình và Việt Kỳ có mối quan hệ gì đây, sau những chuyện đã trải qua anh hình như có tình cảm với cô nàng. Sáng ngày hôm sau Chiêu Ngôn đã hoàn thành việc thu thập vật chứng của Khởi Nguyên Tông, đồng thời những nạn nhân bị bắt cũng đã bình phục, giờ họ dự định sẽ quay về quê quán của mình. Thấy những nạn nhân không có tiền đi đường, Chiêu Ngôn đã trích ra một chút tiền vàng từ chỗ Khởi Nguyên Tông, một phần có thể giúp những nạn nhân có lộ phí lên đường, phần còn thiếu đó Lạc gia sẽ bù vào sau. Một người trong số đó vì không biết mà đã lấy đi một viên ngọc châu. Ngay sau đó cô nàng cũng mang mọi chuyện thông báo cho Mai Danh, anh ta cũng nhận thấy điểm kỳ lạ của biển, thế là liền ra lệnh cho Chiêu Ngôn mang biển về Lạc gia làm khách. Ngay tối đó biển lại làm Kim Chiêu hôn mê, sau khi tháo mặt nạ ra thì vô cùng bất ngờ, khuôn mặt của anh ta lại giống hệt với Kim Chiêu, và anh đích thực là sư phụ mà Việt Kỳ tìm kiếm bấy lâu. Anh âm thầm vào đây là để trị thương cho cô nàng, loại độc mà cô ấy mắc phải chỉ có thể dùng một thuật pháp mới có thể giải được. Trước đây anh đã từng thề với Việt Kỳ là không sử dụng nó nữa, nhưng giờ đây có liên quan đến tính mạng cô nàng nên biển chỉ đành phá vỡ lời thề. Ngay sau khi xong việc anh ta liền bị phản phệ, anh đã từng thề sẽ không dùng thuật pháp cộng hưởng với Việt Kỳ, nếu trái lời thề sẽ bị trời phạt. Trong giấc mơ cô nàng lại lần nữa nhìn thấy sư phụ mình, lần này Việt Kỳ đã thật sự nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ. Lúc nào cũng thế, trong giấc mơ chính là lúc cô nàng vui vẻ nhất. Lát sau khi mọi người đến kiểm tra thì vô cùng bất ngờ, chất độc trong người Việt Kỳ đã biến mất.
Kim Chiêu cũng nhận ra việc mình vừa bị đánh thuốc mê, vấn đề không hiểu ở đây là tại sao lại có người không màn nguy hiểm, mà đến đây cứu Việt Kỳ, liệu Biển Đại Phu có liên quan gì đến Khởi Nguyên Tông kia không? Để làm rõ mọi việc, Chiêu Ngôn đề nghị sẽ mời Biển về Lạc Gia, sau đó có thể âm thầm tìm hiểu sau. Ngay sau đó cô nàng liền tìm đến chỗ Biển Đại Phu, nói rõ mục đích mình đến đây tìm anh ấy, có mục đích riêng của mình nên Biển cũng đồng ý theo Chiêu Ngôn về Lạc Gia lần này. Lát sau thì Việt Kỳ cũng chịu tỉnh lại, Kim Chiêu vô cùng lo lắng khi cô nàng không ngại nguy hiểm cứu Biển như vậy, thế nhưng Việt Kỳ lại cho hay, trong lúc đó không biết sao cô lại có cảm giác như Kim Chiêu đang gặp nguy hiểm, Biển Đại Phu cứ mang đến cho cô nàng một cảm giác rất quen thuộc, giống như là cảm giác mà Kim Chiêu mang lại cho cô ấy vậy. Nghe tới đây anh chàng cũng chả biết nói gì thêm, ngoài ra Việt Kỳ còn cho hay mình vừa mơ thấy Kim Chiêu, không những thế anh lại còn là sư phụ của cô nàng nữa. Trong giấc mơ anh đã tặng cho cô rất nhiều bướm đẹp, dù chỉ là mơ nhưng Việt Kỳ vẫn cảm thấy rất vui. Thế là ngay ngày hôm sau anh đã dẫn cô nàng ra một cánh đồng rất đẹp, ở đây anh còn âm thầm chuẩn bị sẵn rất nhiều bướm. Nhân lúc Việt Kỳ đang vui vẻ anh liền thả hết chúng ra, tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Việt Kỳ như say mê trong cảnh đẹp trước mắt, trong lúc chơi đùa cô nàng vô tình ngã lên người Kim Chiêu. Đến lúc này mà anh vẫn còn sợ Việt Kỳ sẽ rời xa tầm tay của mình. Thấy ca ca lo lắng, Việt Kỳ đã dùng một cách rất hay, cô nàng buộc cả áo của hai người lại với nhau, giờ thì huynh đi đâu muội sẽ đi theo đó. Thấy sự ngây thơ của Việt Kỳ anh cũng không muốn nói gì thêm nữa, chỉ cần cô nàng cảm thấy vui vẻ là được rồi. Sáng ngày hôm sau mọi người cũng bắt đầu xuất phát về Lạc Gia, nhìn thấy Việt Kỳ gần gửi Biển lại làm Kim Chiêu nhà mình ghen, hai người này chắc sắp sửa đổ máu rồi đây. Nhờ có Minh Tú mà mọi người có thể di chuyển rất nhanh, cô ấy có đá vân lai có thể chở mọi người đi khắp nơi, nhờ vậy rất nhanh đã có thể quay trở lại Lạc Gia. Nhưng cô ấy chỉ đi cùng với mọi người đến đây thôi, Minh Tú không muốn làm bạn với kẻ bao che cho yêu quái, người cô ấy đang ám chỉ chính là Thập Phương Chữ Ai. Dù Minh Tú không đi cùng nhưng Nhàn Khanh vẫn muốn tới Lạc Gia, vừa vào trong biển đã bị rất nhiều người bao vây, anh ấy cũng đoán trước được chuyện này rồi, chỉ có mỗi Việt Kỳ là bất ngờ, cô ấy không hề biết chuyện Biển có liên quan đến Khởi Nguyên Tông, anh ta cũng vô cùng hợp tác, dù gì anh ấy cũng có mục đích riêng của mình khi đến đây. Mặc cho đang bị nhốt, Biển vẫn rất ung dung, anh vẫn có thể dùng thuật pháp của mình để tìm hiểu Lạc Gia. Rảnh rỗi anh còn có thời gian quan sát cả Việt Kỳ, trong tình cảnh nào anh cũng rất quan tâm cô học trò ngốc của mình. Cùng lúc đó cô nàng lại vô tình trông thấy một chú chó, Chiêu Ngôn không hiểu ở Lạc Gia này đâu có nuôi chó đâu. Dù thế hai cô nương vẫn rất thích chú chó này. Ở phía xa Kim Chiêu vô tình nhìn được cảnh đó, lúc Chiêu Ngôn chơi với thú cưng rất có phong thái của một cô nương, nhưng anh vẫn nghĩ Chiêu Ngôn là nam nhi mới đau chứ. Trùng hợp chú chó lúc nãy cũng là do Nhàn Khanh biến thành, sao mà ai ở cái chỗ này cũng có bí mật muốn che giấu vậy không biết nữa. Kim Chiêu đoán Nhàn Khanh có lý do mới chấp nhận đến Lạc Gia, thế nên nhân cơ hội này Kim Chiêu muốn mời anh đi tìm hiểu một vòng, Nhàn Khanh cũng chả có lý do gì để từ chối cả. Mà khi này Biển đã tìm đến cấm địa của Lạc Gia, Mai Danh đã ở đây đợi Biển từ rất lâu rồi, Biển vừa vào đây đã tìm hiểu đủ mọi thứ, truyền thuyết thần nông ra đời đã sản sinh ra 9 dòng suối, mỗi cái đều có sức mạnh riêng của nó, và ở đây nguồn nước mà Lạc Gia đang sử dụng chính là nhiệt hải, để sử dụng được nó Lạc Gia bắt buộc phải đánh đổi gì đó. Có thể người nào đó đã hy sinh lấy hồn phách của mình trói buộc dòng chảy, từ đó mãi giam cầm mình và nhiệt hải ở một nơi, chuyện làm trái quy luật như vậy chắc chắn sẽ bị trời phạt, và lời nguyền sinh đôi của Lạc Gia cũng sinh ra từ đây. Chỉ cần là sinh đôi ở Lạc Gia sẽ không sống được quá 30 tuổi, đây cũng là lý do mà Mai Danh muốn gặp Biển, người biết được truyền thuyết này chắc sẽ có khả năng phá giải được nó, Biển cũng khẳng định là mình có thể làm được, nhưng Mai Danh phải tin tưởng thì mới được. Ở đây không chỉ mình Biển biết điều tra, Mai Danh cũng tìm hiểu được người biết tới nhiệt hải trả bao nhiêu. Lần trước Việt Kỳ cho hay sư phụ mình biết điều đó, nhìn vào cái cách Biển quan tâm đến Việt Kỳ như vậy, Mai Danh có một suy đoán, biết đâu người trước mặt đây chính là sư phụ mà cô nàng nhắc đến. Biển chưa kịp xác nhận thì Kim Chiêu đã dẫn theo Nhàn Khanh đến đây, không muốn bại lộ thân phận nên Biển đã bỏ đi trước. Mai Danh cho rằng Kim Chiêu tự ý xâm nhập cấm địa của Lạc Gia, vậy là liền ra lệnh tấn công anh chàng, còn mình thì đối công với lại Nhàn Khanh. Mặc dù Mai Danh rất mạnh nhưng Nhàn Khanh lại mạnh hơn, may mà đúng lúc đó Chiêu Ngôn cũng chạy đến đây, nhờ vậy mới có thể ngăn một trận đổ máu. Trong lúc giao chiến, Nhàn Khanh đã nhận ra kẻ trước mặt là Nam Nhi, quá tức giận Mai Danh đã ra lệnh mời tất cả rời khỏi Lạc Gia. Ngoài ra Mai Danh dường như cũng đã phát hiện thân phận của Nhàn Khanh. Trước đây Nhàn Khanh đã từng gặp mặt cha của hai người, lúc đó ông ta khẩn thiết xin yêu đan về cứu con gái, thấy thú vị Nhàn Khanh đã giao một nữ yêu khí của mình, ngoài ra còn hẹn 3 năm sau Lạc Gia chủ phải đến đây để mình ăn thịt, chỉ cần cứu được con gái ông ấy sẵn sàng hy sinh. Nhưng chưa đến 3 năm thì Lạc Gia chủ đã chết mất rồi, Nhàn Khanh đã quyết định mình sẽ che giấu luôn chuyện này. Dù sao thì Chiêu Ngôn cũng không biết gì nên anh cũng cho qua. Ngày hôm sau mọi người cũng lên đường rời khỏi Lạc Gia, mọi người đều phải có mặt để giám sát nhất cử nhất động của Biển, đặc biệt là Kim Chiêu, anh vẫn còn mục đích khác, Kim Chiêu phải coi chừng việc Biển có thể giành đi Việt Kỳ của mình. Còn về phần Nhàn Khanh, anh cũng đang quan sát Chiêu Ngôn, dù sao thì trong người cô ấy cũng có một nữ yêu lực của anh. Trong lúc nói chuyện, lời nguyền lại phát tác làm Chiêu Ngôn bất tỉnh, không còn cách nào, anh đành phải truyền thêm yêu lực cho cô nàng.
Lúc Chiêu Ngôn tỉnh lại đã thấy mình nằm trong vòng tay của Nhàn Khanh rồi, cô nàng không hề biết rằng anh ta đã biết thân phận của mình từ lâu, cứ tưởng là anh chỉ đối xử với mình như bằng hữu bình thường thôi. Cả bọn dừng chân ở một quán trọ dọc đường, thật không ngờ nơi này vậy mà vẫn có liên quan đến Khởi Nguyên Tông, dù nghi ngờ nhưng Kim Chiêu vẫn chưa có chứng cứ nào cả, trong khi gọi món biển còn căn dặn trưởng quầy đốt ít ngày đuổi muỗi. Sau đó anh ta còn đặc biệt chú ý đến một loại hoa, theo lời của biển nói thì thứ này có thể dùng để làm thuốc. Trong lúc nói chuyện thì cơ thể Chiêu Ngôn lại có vấn đề, chỉ riêng ngày hôm nay cô ấy đã phát bệnh tận 2 lần. Hiểu rõ mọi chuyện, Nhàn Khanh đã nhận việc chăm sóc cô nàng, mọi người cũng tách nhau ra về phòng nghỉ ngơi. Kim Chiêu cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh vẫn vô cùng nghi ngờ cành hoa mà biển để mắt đến. Thế là ngay sau đó Kim Chiêu đã đến tìm gặp Nhàn Khanh. Chiêu Ngôn đã khỏe lại và đang liên lạc với Mai Danh, đây là lời nguyền của cả hai anh em, vậy nên không chỉ mình Chiêu Ngôn mà cả Mai Danh cũng đang phải chịu đau đớn. Chưa kịp nói gì thì Nhàn Khanh đã mang Minh Tú đến đây. Cùng lúc đó Kim Chiêu cũng có chuyện muốn nói với Việt Kỳ. Lần trước ở Lạc Gia anh vô tình nhìn thấy chú cá mà biển đánh rơi, nó giống hệt với chú cá trên dây buộc tóc của Việt Kỳ. Muốn kiểm tra thực hư chuyện này thì cần đích thân Việt Kỳ phải ra tay. Vậy là ngay tối đó Việt Kỳ đã đến phòng của biển, cô nàng mang hai chú cá ra hỏi trực tiếp, đồng thời cũng cho hay anh rất giống sư phụ trong mơ của mình. Dù đã mang hết lý lẽ ra nói nhưng biển vẫn không chịu nhận đó là mình. Anh ta chỉ hỏi nếu sư phụ cô tìm đến thì cô có đi theo người đó không? Câu nói này cũng được Kim Chiêu ở ngoài nghe thấy. Việt Kỳ thật sự không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Khi này thì Tử Phương cũng lên tiếng phá vỡ thế cục. Biển cũng cho hai con cá này ở quê anh ai cũng biết làm, nên không thể khẳng định anh là sư phụ của Việt Kỳ được. Không hỏi được gì, Việt Kỳ và Kim Chiêu cũng rời đi. Anh chàng thật sự rất lo lắng một ngày Việt Kỳ sẽ rời đi. Cô nàng thấy thế cũng chạy đến an ủi. Việt Kỳ cũng không nỡ nhìn thấy anh buồn như thế. Lúc này Kim Chiêu cũng hỏi câu hỏi tương tự. Nếu một ngày sư phụ quay lại muội sẽ rời đi sao? Câu hỏi này thật sự làm Việt Kỳ rất khó xử. Cùng lúc đó Nhàn Khanh cũng đang chăm sóc cho Chiêu Ngôn. Lần đầu có người quan tâm mình như vậy làm cô nàng rất cảm động. Khi mà Nhàn Khanh bảo cô nàng hãy nghỉ ngơi sớm đã làm Chiêu Ngôn nhận ra vấn đề. Đang cải nam trang nên cô nàng phải ở cùng phòng với Nhàn Khanh. Cô làm sao dám ngủ kia chứ? Biết cô nàng khó xử nên Nhàn Khanh đã rời đi. Anh cho hay mình sẽ không ngủ ở đây đêm nay. Anh lại biến về nguyên dạng làm chó canh cửa. Trong phòng Kim Chiêu cũng muốn xem thử khuôn mặt thật của biển. Anh cứ do dự mãi nhưng cuối cùng cũng đành thôi. Tất cả đều nằm trong dự liệu của biển hết rồi. Sáng ngày hôm sau mọi người cũng xuất phát, giữa đường lại bị người của Khởi Nguyên Tông chặn lại. Giờ thì đã có thể khẳng định biển chính là thánh tuyên của Khởi Nguyên Tông. Chuyện này cũng chả có gì bất ngờ lắm. Trước đó ở quán trọ Kim Chiêu đã chắc chắn suy nghĩ của mình rồi. Hóa ra loại hoa mà biển cầm trước đó, nếu kết hợp với ngải cú sẽ trở thành một loại độc. Vì vậy mà vừa vào quán trọ biển đã gọi ông chủ đốt ngải đuổi muỗi. Vì biết trước nên cả nhóm đã chuẩn bị thuốc giải rồi. Kế hoạch hạ độc rồi trốn thoát của biển đã tiêu tùng. Còn về đám người của Khởi Nguyên Tông này, chúng chỉ là những con kiến không đáng nhắc đến. Đám này mà đòi cướp người thì quả là vô vọng. Nhưng hóa ra đây chỉ là kế nghi binh mà thôi. Cứu viện thật sự bây giờ mới đến, trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Cô bé kia nhìn vậy nhưng lại là một cao thủ. Mình cô bé đã đủ sức đánh ngang với tất cả mọi người ở đây. Biển đã nhân cơ hội này mà rời đi trước. Việc cầm chân sẽ giao lại cho hai đồng minh. Việt Kỳ và Kim Chiêu đã tách ra để đấu riêng với cô bé. Ba người bọn họ đánh ngang cơ với nhau. Việt Kỳ và Kim Chiêu lại lần nữa dùng thuật tâm kinh hủ tê. Vậy mà cô bé vẫn có thể phá vỡ được kiếm pháp này. Phía còn lại mọi người cũng đang bị người phụ nữ kia cản trở. Biết rõ Chiêu Ngôn hoàn toàn không có khả năng đánh trận này, Nhàn Khanh đành phải ngăn cô nàng lại. Sau đó bản thân cũng hóa hình để đánh một trận sống mái. Phía nam chính đánh một hồi anh đã thất thế, cô bé dùng một chùy đánh anh văng xuống vực. Thấy ca ca rơi xuống, Việt Kỳ cũng nhảy theo. May mà bên dưới là một hồ nước nên không đến nỗi chết. Kim Chiêu chỉ rơi vào bất tỉnh mà thôi. Trong tình thế này cô nàng chỉ đành dùng miệng của mình tiếp thêm không khí cho anh chàng. Tỉnh lại thấy mình đang hôn Việt Kỳ đã làm anh chàng có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Sau một lúc thì cả hai đã thành công leo lên bờ an toàn. Còn ở trong rừng khô máu đâu không thấy, Nhàn Khanh chỉ bị đánh đúng một chưởng đã mất khả năng chiến đấu. Vết thương rất nặng nên phải nhanh chóng đưa về điều trị. Trước khi mất đi ý thức, Nhàn Khanh vẫn cố nắm chặt tay Chiêu Ngôn. Phía Việt Kỳ cứ nghĩ là đã an toàn nhưng không, đám người Khởi Nguyên Tông lại lần nữa chạy đến đây. Cái nhóm này yếu nhưng mà lì thật sự, nhưng Cao Kiêu lần này đã có chuẩn bị trước. Trong cái hồ này ông ta có nuôi một con trấn giao, với thuật pháp của mình ông ta dễ dàng điều khiển nó tấn công hai người. Con yêu quái này thật sự vô cùng hung dữ, vừa mới xuất hiện nó đã đánh cho cả hai không kịp thở. Để an toàn, Kim Chiêu đã đẩy Việt Kỳ ra để mình đánh tay đôi với trấn giao. Cô nàng thì ở xa dùng kiếm khí tấn công nó là được, mặc dù kết hợp vô cùng ăn ý, nhưng hoàn toàn không thể xuyên thủng bộ da của trấn giao. Trong lúc bất cẩn, Kim Chiêu đã bị nó vật cho một đòn trọng thương. Thấy ca ca gặp nguy hiểm, năng lực tiềm ẩn của Việt Kỳ lần nữa bộc phát, cô nàng bay lên dùng một kiếm toàn lực lao về phía trấn giao. Với một đòn này thôi đã đủ để đánh bại sinh vật đó, đám người Khởi Nguyên Tông hết chiêu lại lần nữa bỏ chạy trước. Phía còn lại Nhàn Khanh đã được đưa về núi giữ thanh trị thương, trưởng môn ở đây là Cố Hàn Giang cũng là sư phụ của Minh Tú. Đến khi đưa Nhàn Khanh vào trong động rồi mà anh vẫn chưa chịu buông tay Chiêu Ngôn,
cô nàng phải nói rằng tất cả đã được an toàn anh mới chịu buông tay, ra ngoài Chiêu Ngôn vẫn không thể quên được cảm giác đó, hơi ấm mà cánh tay Nhàn Khanh mang lại rất đặc biệt, cô nàng thật sự đã siêu lòng mất rồi, dù đã được điều trị nhưng Nhàn Khanh vẫn không chịu tỉnh lại, tu vi bị mất quá nhiều cho dù có bình phục cũng không thể mạnh như lúc trước được. Ở chỗ Kim Chiêu cũng không khá khẩm hơn là bao, đi suốt một ngày mà anh chàng vẫn không chịu tỉnh lại, Việt Kỳ thật sự rất lo lắng cho tính mạng của Kim Chiêu, ngay lúc này cô nàng cũng hứa rằng, dù sư phụ có trở lại mình cũng không bỏ rơi anh chàng. Thế nên bằng mọi giá Kim Chiêu cũng không được có mệnh hệ gì, nghe được tiếng khóc của Việt Kỳ anh chàng mới chịu lên tiếng, dù chỉ là những hơi thở yếu ớt nhưng đủ để làm Việt Kỳ an lòng. Khi đang chờ đợi Chiêu Ngôn vô tình nghe được một bí mật, đó là về việc cha mình đã nợ ân tình của Nhàn Khanh, năm đó Lạc gia chủ đã dùng mạng để đổi nữ yêu lực của anh ấy, thế nhưng đến ngày giao ước lại không chịu đến, trong lúc yếu nhất Nhàn Khanh còn bị tấn công suýt thì bỏ mạng, vậy mà sau gần ấy năm lại tìm được người đã hấp thụ yêu đan của mình, người họ đang nhắc đến chính là Chiêu Ngôn nhà chúng ta. Giờ thì cô nàng đã hiểu lý do tại sao Nhàn Khanh lại tốt với mình đến như vậy, sau những chuyện đã trải qua cô nàng dường như cũng có tình cảm với anh chàng, để Nhàn Khanh nhanh chóng bình phục trở lại, Chiêu Ngôn quyết định sẽ trả lại yêu lực mà mình đã hấp thụ, ngay sau khi xong việc cô nàng đã kiệt sức mà hôn mê, một màn này đều là vở kịch mà hai sư đồ này bày ra, họ cố tình cho Chiêu Ngôn biết chuyện của quá khứ, nhưng việc cô nàng dễ dàng trả lại yêu lực cũng làm cho họ có đôi chút bất ngờ, cũng không uổng công Nhàn Khanh quan tâm cô nàng đến như vậy, vụ việc ở đây đã xong hai thầy trò dự định sẽ đi tìm Việt Kỳ và Kim Chiêu. Lát sau khi Nhàn Khanh tỉnh lại và nhìn thấy cảnh này, Chiêu Ngôn vô cùng ngại ngùng nên đành phải rời đi trước, mất một lúc anh chàng đã nhận ra việc Chiêu Ngôn trả lại hết yêu lực, thân thể cô nàng lúc này đã yếu lắm rồi, nhưng mà số yêu lực đó chỉ giúp tu vi cô nàng tăng lên thôi, nó hoàn toàn không có tác dụng kéo dài tuổi thọ, với lại cô cũng muốn trả lại món nợ mà cha của mình chưa thực hiện được, Nhàn Khanh thật sự không hề quan tâm đến lời hứa năm đó, sống trên đời hàng ngàn năm anh đã từng giúp vô số người, và anh cũng chưa bao giờ có dự định lấy mạng của Lạc gia chủ. Thế nhưng lý do thật sự mà Chiêu Ngôn trả lại yêu lực, đó là vì lo lắng cho Nhàn Khanh, chỉ vì truyền yêu lực cho mình mà anh mới yếu đi, ngày hôm nay còn vì cô mà nguy hiểm đến tính mạng, cô nàng thật lòng không muốn thấy anh gặp nguy hiểm lần nào nữa, nói xong thì Chiêu Ngôn cũng rời đi. Sau tất cả mọi việc thì biển đã quay về nơi thuộc về mình, Hoàn Đạo Cung nơi mà anh và những huynh đệ khác cùng sinh sống, người lớn nhất ở đây là Doanh Húc Nghị, ông ta cũng là ca ca của biển, mấy tập trước cứ tưởng anh ta ngầu lắm. Nào ngờ tính tình của biển cũng trẻ trâu không kém ai, cứ có thời gian rảnh là lại luôn tới chọc ghẹo ca ca, mà chuyện chính lúc này là Việt Kỳ mạnh lên quá nhanh, sau lần hút đi Ngọc Khởi Nguyên, Việt Kỳ không chỉ mạnh lên mà còn mọc cả vảy nữa rồi, có thể là cô nàng đã thức tỉnh sức mạnh thần thú, nhưng không sao ít nhất thì giờ mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, mục tiêu tiếp theo là móc nối với Mai Danh, biến anh ta thành một đồng minh có lợi cho kế hoạch sắp tới, giải thích xong hết mọi việc rồi anh chàng cũng rời đi. Còn ở núi Dữ Thanh sau một đêm cuối cùng Kim Chiêu cũng tỉnh lại. Vừa chạm mặt hai huynh muội nhà này lại bắt đầu cãi nhau, lát sau Việt Kỳ cũng dẫn Kim Chiêu đi chào hỏi, đêm qua chính Cố Hà Giang đã đưa anh về đây để chữa trị, ngay lúc đó thì mọi người cũng vừa hay tụ họp đông đủ, ai cũng vui khi thấy anh có thể bình phục khỏe mạnh như thế, đang nói chuyện thì bụng anh chàng cứ reo liên tục, vì thấy anh vừa bị thương Việt Kỳ sẽ là một món ngon cho anh tẩm bổ, cô nàng vừa chạm vào người Hà Giang thì chìa khóa của Cửu Tuyên có cảm ứng, rất có khả năng Việt Kỳ có liên quan đến Cửu Tuyên thần nông, chưa kịp nghĩ xong thì Chiêu Ngôn cũng thông báo mình phải rời đi. Cô vẫn còn nhiệm vụ điều tra Khởi Nguyên Tông, thế nên không có lý do gì mà ở lại đây quá lâu. Nhàn Khanh thật sự rất buồn khi nghe cô nàng nói thế. Anh biết Chiêu Ngôn không phải bận rộn mà chỉ muốn tránh mặt anh thôi. Phía còn lại biển đã đi đến nơi mình từng ở cùng với Việt Kỳ. Nơi đây vẫn còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của hai người. Biển đã nuôi chú cá nhỏ kia từ lúc còn bé, ngày qua ngày thấy nó lớn lên. Sau đó thì hóa hình thành Việt Kỳ của ngày hôm nay. Anh cứ tưởng 3 năm trước khi đưa cô nàng xuống Trần Lịch Luyện, thì anh có thể buông bỏ. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc anh lại không cầm lòng được, thậm chí là cảm thấy ghen khi Việt Kỳ cứ bên cạnh Kim Chiêu. Nhị tỷ nghe vậy thì vô cùng lo lắng, trước kia anh đã từng thể không dùng thuật cộng hưởng với Việt Kỳ, đồng thời cũng không để lộ thân phận của mình, nếu làm sai sẽ bị trời phạt. Biết nhị tỷ lo lắng nên anh đã trấn an, dù làm gì thì anh vẫn còn biết chừng mực của mình mà, anh sẽ không làm ra chuyện gì phá hỏng kế hoạch của mọi người. Trong lúc có người đang lo cho mình như vậy, Việt Kỳ thế mà vẫn hồn nhiên đi nấu ăn làm cháy cả căn bếp. Tô mì mà cô nàng nấu có chút không được đẹp mắt cho lắm, dù vậy Kim Chiêu vẫn cắn răng khen ngon mới tài chứ, đến khi cô nàng ăn thử thì mới biết tay nghề của mình, thấy không ổn cô nàng liền chạy đi nấu một tô khác, dù được quan tâm như vậy Kim Chiêu vẫn thấy lo lắng, hiện giờ Việt Kỳ không còn dựa dẫm tất cả vào anh nữa rồi. Lát sau anh đã tìm đến chỗ của Cố Hà Giang, Kim Chiêu muốn nhờ đối phương bối cho mình và Việt Kỳ một quẻ, tìm hiểu xem thân thế của huynh muội họ là ai, thế mà khi nói ra ngày hai người xuất hiện Hà Giang có đôi chút bất ngờ. Vào ngày đó anh ta cũng gặp một sự kiện vô cùng kỳ lạ, có thể nó có liên quan đến Việt Kỳ và Kim Chiêu đó, vậy là Hà Giang đã muốn dẫn hai người đến suối nguồn. Minh Tú hay Tinh thì rất lo lắng, Cửu Tuyên thần nông rất quan trọng với nơi này, không thể tùy tiện cho người ngoài vào đó được,
suối nguồn vô cấu có khả năng nhìn thấy tương lai, vậy nên Hà Giang biết chắc việc này không nguy hiểm gì đâu. Ngay sau đó anh đã đưa mọi người đến cổng của vô cấu, Hà Giang chính là người nắm giữ chìa khóa và bảo vệ nơi này, để thật sự vào được bên trong họ phải đi qua một con đường, tận cuối của nó là suối nguồn Hàn Tủy, nhưng mỗi một dòng suối sẽ có cảnh vệ riêng, không nắm giữ chìa khóa mà tự ý xông vào thì đương nhiên sẽ bị cảnh vệ tấn công. Đây cũng là thử thách mà Hà Giang dành cho mọi người, vượt qua được nó mọi người sẽ có câu trả lời của mình. Nghe thế năm người cũng không ngại ngùng gì mà bước lên, đúng như dự đoán cảnh vệ đã ngăn cả nhóm lại, nó còn cảnh báo hai người trong đây sẽ chết sớm trong tương lai, vậy nên đừng phí phạm vô ích mà hãy quay về đi, dù đã được cảnh báo nhưng cái nhóm này đúng là không sợ chết, họ sẵn sàng chấp nhận thử thách của mình, vậy là tất cả đã được đưa vào ảo cảnh, ở đây tâm ma sẽ biến thành người quan trọng nhất trong tim nạn nhân, đồng thời ở ngoài mọi người cũng mất đi ý thức mà hoạt động theo bản năng, không hiểu vì sao Việt Kỳ lại không chịu ảnh hưởng bởi việc này, cô nàng đang phải cố vực dậy tinh thần cho mọi người. Cơ mà chả ai nghe thấy được giọng nói của Việt Kỳ hết, quá tức giận cô nàng đã tấn công luôn cả cảnh vệ, nhưng chuyện này là hoàn toàn vô dụng, bên trong ảo cảnh Kim Chiêu cũng đang chiến đấu với biển, Việt Kỳ không những không đứng về phía anh mà còn theo biển rời đi, điều này đã làm anh chàng vô cùng đau lòng, không biết làm sao Việt Kỳ chỉ đành dùng thuật tâm linh hữu tê, bằng mọi giá cô phải gọi anh chàng tỉnh lại mới được, nghe được giọng nói của Việt Kỳ đã giúp Kim Tiêu lấy lại ý thức, nhưng người khác thì không may mắn như vậy, Thập Phương đang trông thấy mình có thể gặp lại Sóc Hoàn, ngay từ lần đầu gặp anh đã có tình cảm với cô nàng rồi. Vừa muốn bắt chuyện anh lại bị Sóc Hoàn tấn công. Đối với Minh Tú thì điểm yếu của cô chính là sư phụ mình. Cô rất sợ việc sư phụ tự làm bị thương bản thân. Nhàn Khanh thì khỏi nói rồi, ngoài Chiêu Ngôn ra thì ai có thể động đến trái tim anh chứ. Trong mộng cảnh anh nhìn thấy Chiêu Ngôn không muốn gặp lại mình nữa. Ba người cứ thế mà lún sâu vào trong mộng cảnh. Để cứu mọi người, Việt Kỳ và Kim Chiêu phải kết hợp sức mạnh của mình lại. May mà nhờ một đao này đã giải hết mọi ảo ảnh ở đây. Sau khi mọi người vượt qua được tâm ma thì Hà Giang cũng xuất hiện. Anh giải thích về hai dòng suối này, vô cấu có khả năng nhìn thấy tương lai, còn Hàn Thủy thì nhìn rõ được sinh tử thế gian này. 3 năm trước anh cảm nhận được có người ra vào vô cấu, nhận thấy vấn đề nên Hà Giang đã vội chạy đến đây, tới nơi thì thấy có một dòng chảy hỗn loạn, men theo nó anh vô tình phát hiện ra Hàn Thủy ở đây, người mà 3 năm trước ra vào vô cấu chính là Việt Kỳ và Kim Chiêu. Ngay từ lúc xuất hiện, vận mệnh của hai người đã gắn chặt với nhau, Hà Giang khuyên rằng sau này có chuyện gì cũng phải đoàn kết, không được bỏ cuộc, anh chỉ có thể tiết lộ đến đây mà thôi, có được câu trả lời mọi người cũng phải rời đi. Tập 10 đến đây cũng đã hết. Các bạn thấy bộ phim này thế nào? Hãy để lại bình luận cho Trịch biết nhé. Mình sẽ nhanh chóng ra tập tiếp theo. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.